Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Ru. Hôm nay thì em Nghĩa Ru tiếp tục cập nhật về một lô hàng đẩy bãi của thương hiệu đến từ Mỹ anh em nhé. Đây là dòng đẩy STC Professional anh em nhé, đến từ California. Ở đây thì em có về cái mã đẩy công suất này là công suất lớn anh em nhé. Đối với một con đẩy này thì công suất nó lên đến là 800W một kênh ở chế độ 8 ohm anh em nhé. Đây là cái mã hàng của nó là PS2350A anh em nhé. Và điều đặc biệt là đối với con đẩy này thì nó có một cái hậu rất là ngắn để cho anh em thể bày lên những cái kệ tủ ngắn anh em nhé. Rất là ngắn mà nó là đẹp. Đấy. Về phần mặt thì nó là mặt màu đen, mặt phay nhôm màu đen anh em nhé. Tiếng rất là hay về dòng này rồi. Ở đây thì em có số lượng khoảng hơn chục chiếc thôi. Nên cho bác nào mà có nhu cầu về những cái sản phẩm hàng xịn chất tiếng hay thì hãy liên hệ sớm đến Nghĩa Ru để sở hữu cho mình những cái sản phẩm đẹp này anh em nhé. Ok, em sẽ quay sát vào cho quý vị các bạn có thể thấy được. Đây, em đang để theo chiều đứng anh em nhé. Về thì bên em có tháo ra vệ sinh và kiểm tra cho anh em là zin nguyên bản tuyệt đối. Đấy, thì mới bán lên tay anh em nhé. Đây, STC anh em này. Đấy, PS2350A. Ở đây thì cái núm của nó là núm nhôm anh em nhé. Đấy, công tắc này. Đấy, rất là hay. Bên này thì sẽ có một cái quạt rất là to hút gió, và bên trong này sẽ có một tấm bông em nhá để ngăn cái bụi của nó vào lọt vào trong máy khi mà quả máy nó hoạt động em nhá. Về phần kích thước thì con này nó dày, nó là size 3U thì nó dày khoảng 15 cm em nhá. Mặt dày khoảng 15 cm. Ở đây thì em có để riêng một chiếc ra cho anh em xem nhá, anh em nhìn xem đều đẹp hết anh em nhá. Đấy, từ tay sách ở đây này nhìn rất là vuông vức, khỏe khoắn anh em nhé. Đấy. Về kích thước thì mặt nó dày khoảng 15 cm này, còn chiều sâu của nó khoảng 30 cm anh em nhé. Đấy, anh em nhìn chưa, 30 cm thì tính cả rắc vào thì anh em kệ tủ của anh em mà thiết kế khoảng 30 phân thì bày con này lên nó rất là đẹp anh em nhé. Nhiều chiếc đẩy thì nó sẽ sâu hơn nhiều, tầm 40 hoặc 50 thì khi anh em mình kê vào ấy thì nhiều cái kệ tủ nó sẽ nhỏ thì nó sẽ bị lòi ra anh em nhé, nhìn rất là xấu. Đây là một chiếc em sẽ để ra cho anh em xem này. Đây, 2350A nhá. Đấy, nhìn rất là gọn. Em sẽ mở cho anh em xem nội thất luôn. Đây là bên trong phần nội thất anh em nhá. Em thấy này, con đầy này là nó là 3U mà cái nguồn nó cao anh em nhá. Đây là nguồn đồng 100% và để sử dụng biến áp xuyến này. Cho độ bền rất cao. Con này thì đặc trưng của dòng ETC thì sử dụng những con tụ STK anh em nhé. Cho tiếng ra rất là hay. Đối với con này thì nó sử dụng 28 sò Toshiba Nhật Bản anh em nhé, để đánh cho ra chất tiếng rất là hay. Ở trên này thì sẽ có một phần xử lý tín hiệu đầu vào. Mạch nâng tiếng, lọc tiếng nó đều ở đây hết anh em nhé. Phía bên dưới thì sẽ có thêm một cái phần bo nguồn. Đấy, đây là phần tụ nhá. Con này thì sử dụng điện áp rất là cao. Đây anh em có thể nhìn thấy là điện trên tụ này là 100V một chiếc em nhá. Về dung lượng tụ là 6800 mi. Sử dụng điện áp 100V VDC.
Đây, anh em nhìn cho em, rất là đẹp nhé. Rồi, em xem cho anh em xem sang đằng sau của con nạc đậy này. Đây, anh em nhìn xem. Đây. Đối với con đầy này thì anh em có thể nhìn rõ ở đây này. Đây, ETC này, Professional Sound System này. Đấy. Enterprise, INC, California anh em nhé. 1775 USA này. Made by ETC nhé. Enterprise USA. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Đấy, số series các thứ là đây vẫn còn đầy đủ hết nhé. Bên này thì sẽ có vài cái thông số về tiêu chuẩn của Mỹ như là FCC, USA, Approved by, EC. Chưa? Rất là nhiều thông số để đảm bảo hàng này xuất khẩu đi toàn quốc, toàn thế giới anh em nhé. Con này thì rất nhiều anh em chơi rồi. Về cái dòng ETC này thì chất âm anh em khỏi phải bàn anh em nhé. Quan trọng anh em về về những cái hàng lô như thế này, thì hàng đẹp như thế này, hàng tuyển như thế này, thì chất lượng đã được đảm bảo rồi anh em nhé. Con này nó rất là nặng em ạ, nó rất là nặng. Con này nó nặng, nó gần 30 cân anh em nhé. Gần 30 cân cơ. Tiếng rất là hay. Bây giờ sẽ đánh thử cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây về nội thất này. Về dòng ETC này thì nó dập hết trên tất cả những cái vỉ mạch của nó em nhé. Rất khó để có những hàng giả, hàng nhái. Chẳng qua ví dụ trên mạng thì theo như em tìm hiểu thì một số đơn vị nhập cái hàng mới của ETC về, nhưng mà chỉ dập được cái logo thôi. Nhưng mà cái logo này thì dập về thì nó rất là giả anh em nhé. Anh em có thể nhìn và biết được ngay. Còn bên trong chất lượng linh kiện thì anh em nhìn phát là biết ngay. Không cần phải nhìn nhiều. Tất cả những cái chân rắc này nó đều chấm sơn xanh hết anh em nha. Sơn xanh zin này. Chân rắc này, các đều là chân rắc luôn. Viên vỉ mạch thì sẽ có logo của ETC dập luôn trên vỉ mạch luôn anh em nhá. Đây, nhìn thấy chưa? Đây, nhìn này. Đấy. Đây, ETC đây. Tất cả các vỉ luôn. Cho nên rất khó để làm nhái được ở bên trong. Chẳng qua là những cái đẩy mới em thấy là có một số đơn vị đã in cái đẩy mới là ETC, nhưng mà bên trong nội thất thì là chỉ là hàng đặt ở bên nhà máy ở bên Trung Quốc thôi. Rồi, bây giờ em sẽ test chất âm cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Số lượng rất là hạn chế, anh em nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay. Còn về giá của sản phẩm này thì bên em đang bán với giá 5,5 triệu một cục anh em nha, tại Nghĩa Rio. Anh em nào có thể đam mê dòng này thì hãy liên hệ trực tiếp đến em Nghĩa Rô để có thể được tư vấn thêm về sản phẩm anh em nhé. Còn về phần công suất thì 800W một kênh là 8 ohm anh em nhé. Nhớ anh em nhớ là về công suất thì nó sẽ liên quan đến phần cả phần trở kháng nữa. Nếu ở 8 ohm nó 800W thì khi anh em đánh thoải mái cho anh em hai cặp bát 30 là bình thường anh em nhé, là bình thường. Còn nếu ở 4 ohm thì công suất nó lên đến là 1300W một kênh luôn, là 1300W một kênh ở chế độ 4 ohm nhé. Đấy, 4 ohm là khi nào thì khi anh em đánh 4 ohm là đánh một kênh này, một kênh thì anh em kẹp cho em hai chiếc loa, thì khi đó con đẩy này nó sẽ hoạt động ở chế độ 4 ohm. Đấy, hoạt động ở chế độ 4 ohm anh em nhé. Còn khi anh em đánh là một chiếc này, một kênh đẩy này cho một chiếc loa thôi, thì khi đấy thì đẩy này sẽ chạy ở 8 ohm. Đấy là em nói với loa 8 ohm anh em nhé. Còn đối với loa 6 ohm hay loa 4 ohm thì trở kháng của loa đã là 4 ohm rồi, thì nó đánh kể cả một chiếc loa ở chế độ một chiếc loa một kênh này thì nó vẫn là 4 ohm nhá. Những cái loa mà nó ghi là trở kháng là 4 ohm ấy. Đây. Đấy, trở kháng của loa thường thường nó sẽ ghi đây, đằng sau thông số của loa này. Đây là một cặp loa Audio Center anh em nhá. Audio Center này. Đây, anh em nhìn thông số của loa này, đây là hàng hãng của nó nhá. Con này là Audio Center PF 8+, con này là bass 8 inch. 8 inch thì nó tương đương với là bass 20 anh em nhá. Anh em mình thì hay gọi là bass 20, nhưng mà theo thông số quốc tế thì nó là inch anh em nha, 8 inch. Đây, loa hai way này, đấy, thông số là 8 ohm này, trở kháng này. Đấy, impedance là 8 ohm này, em nhìn thấy chưa? Thì loa này là 8 ohm. Còn nếu như loa nó ghi là impedance này là 4 ohm, thì nó là 4 ohm anh em nha, anh em lưu ý. Cái loa này bass 20 nhưng mà công suất rất là lớn anh em nha, 200W cơ, công suất RMS 200W. Đấy, rất là khủng. Con này thì dài tần của nó xuống rất là thấp anh em nhé. Từ 35Hz này đến 100Hz này. Rất là xuống rất là thấp đấy. Đấy chưa? Con này thì em vừa về được một cặp rất là đẹp anh em nhé. Em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp với em, giá rất là rẻ luôn. Đấy, hàng xịn của Audio Center Tây Ban Nha. Đấy, một cặp.
Con này về anh em dùng những cái phòng nhỏ, anh em sử dụng hát karaoke hoặc là nghe nhạc rất là hay. Nhất là bác nào có cái chung cư phòng nhỏ ấy, nghe rất là sướng. Kết hợp cùng với mở đài ETC này, thêm một con vang số, một bộ mic bãi cùng với bass nữa thì tuyệt vời luôn anh em nha. Bây giờ sẽ test cho anh em nghe chất âm về cái dòng này ETC. Đã bán rất nhiều mã bên em nha. Cái mã này là mã trung bình nhất với công suất lên đến 800W một kênh. Dòng gia đình thì anh em nên chơi con này. Chơi dòng yếu quá thì khi anh em mình nâng cấp loa lên thì lại thiếu công suất, lúc đấy phải đổi đầy thì tốn rất là nhiều chi phí anh em nhá. Anh em chỉ đầu tư một lần thì con này thôi. Vừa bền mà máy lại lành bệnh anh em nhá. Ok. Em đã đánh đồng bậc tình yêu sao